Trong một cuộc đua đầy kịch tính, bà Kamala Harris đã gây ấn tượng mạnh mẽ với chiến dịch tranh cử tổng thống của mình khi chỉ trong 5 tuần đầu tiên bà đã quyên góp được 540 triệu đô la, phá vỡ kỷ lục trước đó của các ứng viên tổng thống Mỹ. Bà Harris và phó tổng thống Tim Walz hiện đang dồn sức vào các hoạt động vận động ở Georgia để củng cố sự ủng hộ. Đáp trả, cựu tổng thống Donald Trump đã liên tục công kích bà Harris trên mạng xã hội, chỉ trích bài phát biểu của bà tại Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ và phản đối dự luật biên giới mà bà Harris ủng hộ. Sự căng thẳng giữa hai ứng viên không ngừng gia tăng, với ông Trump phải vật lộn để duy trì sự chú ý của truyền thông và bảo vệ uy tín của mình trước sự bứt phá không ngừng của bà Harris. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế được phát sóng trên kênh YouTube của Báo Người Lao động. Sau đây sẽ là những thông tin mới nhất về tình hình thế giới 24 giờ qua. Xin mời quý vị và các bạn đón theo dõi. Tốc độ gây quỹ tranh cử đáng nể của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. Lượng tiền quyên góp cho chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ của ứng cử viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris đã tăng đột biến. Theo chiến dịch tranh cử của bà Kamala Harris hôm 25 tháng 8, chỉ sau 5 tuần, kể từ khi nữ Phó Tổng thống Mỹ bắt đầu chiến dịch, tổng số tiền quyên góp được đã là 540 triệu đô la. Số tiền này bao gồm 82 triệu đô la thu được trong tuần diễn ra Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ, DNC. Bà Jen O'Malley Dillon, chủ tịch chiến dịch tranh cử của bà Kamala Harris, cho biết ngay sau khi chấp nhận đề cử và chính thức trở thành ứng cử viên Đảng Dân Chủ tối 22 tháng 8, nữ Phó Tổng thống Mỹ đã có giờ gây quỹ tốt nhất từ trước đến nay. Theo bà Dillon, 540 triệu đô la trong 5 tuần là một kỷ lục so với bất kỳ ứng viên tổng thống Mỹ nào trước đây, cho thấy sự ủng hộ nhiệt tình đối với bà Harris. Theo Reuters, bà Harris và ứng viên phó tổng thống Tim Walz sẽ tiếp tục đường đua vào Nhà Trắng bằng chuyến vận động qua Georgia với mục tiêu xây dựng sự ủng hộ tại một tiểu bang có ảnh hưởng lớn trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11. Phó tổng thống Harris đã trở thành lựa chọn hàng đầu của Đảng Dân Chủ vào ngày 21 tháng 7 khi Tổng thống Mỹ Joe Biden rút lui dưới áp lực từ chính đảng mình. Trước đó, nhiều người thuộc Đảng Dân Chủ lo ngại về sức khỏe tinh thần của ông Biden sau cuộc tranh luận thất bại hôm 27 tháng 6 trước ứng viên Đảng Cộng Hòa, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hiện ứng cử viên Harris đã tạo ra động lực khiến ông Trump phải vào thế phòng thủ để duy trì sự chú ý của giới truyền thông, theo bình luận của Reuters. Trong một diễn biến liên quan, vào đêm 22 tháng 8 giờ địa phương, bài phát biểu dài gần 37 phút tại Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ của bà Harris đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ từ ông Trump. Ông đã đăng 48 bài trên mạng xã hội Truth Social, trong lúc bà Harris phát biểu nhận đề cử làm ứng viên tranh cử tổng thống của Đảng Dân Chủ. Khi bà Harris thể hiện sự biết ơn đối với những người đã đề cử bà, ông Trump viết, nói cảm ơn quá nhiều. Nói quá nhanh, chuyện gì đang xảy ra với bà ấy vậy? Sau đó, khi bà Harris bắt đầu công kích đối thủ của mình, ông Trump viết, bà ấy đang nói về tôi phải không? Sẽ không có tương lai dưới thời bà Harris, bà ta sẽ không bao giờ được những nhà lãnh đạo cứng rắn tôn trọng, ông Trump khẳng định. Sau khi bà Harris cáo buộc ông Trump gây áp lực buộc Đảng Cộng Hòa hủy bỏ dự luật lưỡng đảng có thể kiểm soát dòng người di cư ở phía Nam, cựu tổng thống đã đăng một trong những bài dài nhất trong chuỗi 48 bài đăng. Dự luật biên giới là một trong những dự luật tồi tệ nhất từng được viết ra. Nếu được thông qua, nó có thể đã cho phép hàng triệu người tràn vào đất nước chúng ta. Dự luật này chính là mưu đồ chính trị của bà ta. Dự luật này hợp pháp hóa di cư trái phép và là một thảm họa khủng khiếp, yếu kém và thiếu hiệu quả, ông nhấn mạnh. Theo The Guardian, bài phát biểu của bà Harris phần lớn thu hút được phản ứng tích cực, thậm chí từ một số nhân vật theo đường lối bảo thủ. Ngay cả những người ủng hộ ông Trump cũng thừa nhận thông điệp của bà Harris tại Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ có thể đe dọa khả năng tái đắc cử của ông Trump. Nhiều đảng viên Đảng Cộng Hòa, bao gồm Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, từng kêu gọi ông Trump tập trung vào chính sách thay vì công kích cá nhân bà Harris. Tuy nhiên, phản ứng của ông Trump xuyên suốt bài phát biểu nhận đề cử của bà Harris cho thấy ông gặp khó khăn trong việc duy trì sự bình tĩnh trong chiến dịch tranh cử. Trong cuộc gọi với Fox News,
Ông Trump tỏ vẻ khó chịu khi người dẫn chương trình Martha McCallum nói rằng bà Harris đang nhận được đánh giá tích cực trong các cuộc thăm dò, đặc biệt là từ một số nhóm cử tri nhất định. Bà ấy không làm tốt, tôi đang làm tốt. Tôi nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ nhóm cử tri Tây Ban Nha, đàn ông da đen và phụ nữ. Ông Trump khẳng định, chỉ có cô nhìn nhận như thế thôi Martha. Chiến dịch tranh cử của tôi đang làm rất tốt, ông nói thêm. Bầu cử Mỹ tăng nhiệt. Sự khác biệt quan điểm quá rõ rệt giữa bà Kamala Harris và ông Donald Trump hứa hẹn một cuộc cạnh tranh gay gắt trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới. Trong đêm cuối ngày 22 tháng 8 của Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ DNC, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã có bài phát biểu được đánh giá là mạnh mẽ sau khi bà tiếp nhận đề cử làm ứng viên Tổng thống của đảng này, chính thức bước vào cuộc đấu 11 tuần căng thẳng với đối thủ Donald Trump của Đảng Cộng Hòa. Bà Harris đã vạch ra kế hoạch kinh tế lấy tầng lớp trung lưu Mỹ làm trọng tâm, đồng thời phác họa các sách lược đối ngoại đối với các điểm nóng xung đột ở Ukraine, giải Gaza. Kế hoạch kinh tế của bà Harris tập trung vào việc kéo giảm chi phí sinh hoạt, tăng cơ hội kinh tế cho tầng lớp trung lưu và thu nhập thấp hơn ở Mỹ, với cam kết trở thành một tổng thống thực tế và thực dụng cho tất cả người dân Mỹ. Bà Harris, 59 tuổi, tuyên bố ý định cắt giảm thuế cho giới trung lưu nếu thắng cử, qua đó đem lại lợi ích cho hơn 100 triệu dân Mỹ. Theo Bloomberg, bà Harris dự định giữ lại các mức thuế được quy định trong luật giảm thuế và việc làm TCJA năm 2017 của cựu Tổng thống Donald Trump đối với những ai có thu nhập dưới 400.000 đô la Mỹ một năm, trong khi tăng thuế đối với những người có thu nhập cao hơn. Ngoài ra, theo Reuters, trái ngược với kế hoạch giảm thuế doanh nghiệp của ông Trump, ekip của bà Harris tiết lộ ý định tăng thuế này từ mức 21% hiện nay lên 28%, mục đích là tăng thu ngân sách. Bloomberg dẫn một nghiên cứu của Ủy ban Ngân sách Liên bang có trách nhiệm ước tính các đề xuất chính sách của bà Harris trong 100 ngày đầu nắm quyền nếu đắc cử, có thể làm tăng thâm hụt thêm 1,7 ngàn tỷ đô la Mỹ trong vòng một thập kỷ. Tuy nhiên, tiến sĩ Kimberly Crossing, chuyên gia về thuế của trường luật Los Angeles thuộc Đại học California, chỉ ra việc tăng thuế với người giàu có thể bù đắp phần nào. Đứng giữa nhà thi đấu United Center với 23.500 ghế ngồi chật kín người ở thành phố Chicago, bang Illinois, bà Harris còn nói về các kế hoạch đấu tranh cho quyền phá thai, tăng nguồn cung nhà ở, áp đặt giá trần với thuốc kê đơn và cấm điều mà bà gọi là chặt chém giá. Cụ thể, bà kêu gọi ban hành một đạo luật liên bang đối với các mức phạt, đối với các công ty nào vi phạm quy định về tăng giá quá mức. Chỉ mới bước vào chiến dịch tranh cử hơn một tháng, từ khi Tổng thống Joe Biden rời đường đua, bà Kamala Harris đã thể hiện rõ hàng loạt điều tương phản với đối thủ Donald Trump trong bài phát biểu của mình. Bà chỉ trích các rắc rối pháp lý của cựu Tổng thống trước khi nhấn mạnh ông Donald Trump là người thiếu nghiêm túc, việc đưa ông ấy trở lại Nhà Trắng là cực kỳ nghiêm trọng. Ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa đã nhanh chóng phản ứng bằng một chuỗi bài đăng trên mạng xã hội Truth Social. Bà ta là hiện thân của sự kém cỏi và yếu kém. Đất nước chúng ta đang bị cười nhạo trên khắp thế giới, một bài đăng viết. Trước đó, bà Harris cũng liên tục bị cựu Tổng thống Donald Trump công kích cá nhân, cho rằng bà yếu thế trên trường quốc tế. Đáp lại, trong bài phát biểu lần này, Phó Tổng thống Mỹ khẳng định quan điểm về nhiều vấn đề quan trọng. Với xung đột Trung Đông, bà Harris kêu gọi thỏa thuận ngay một lệnh ngừng bắn và thả con tin đang bị giam ở Gaza. Song song đó, bà cam kết ủng hộ quyền tự vệ của Israel lẫn quyền tự quyết của người dân Palestine. Những gì xảy ra ở Gaza hơn 10 tháng qua đã quá khốn cùng. Quá nhiều sinh mạng vô tội mất đi, những người tuyệt vọng, đói khát, không ngừng chạy trốn để tìm nơi an toàn. Mức độ thống khổ là tan nát con tim, bà trải lòng. Nữ Phó Tổng thống Mỹ cũng quả quyết sẽ tiếp tục sát cánh với Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Bà còn bày tỏ sự ủng hộ liên minh quân sự NATO, trái ngược với quan điểm chỉ trích khối này của ông Trump. Những thông tin quốc tế nổi bật đã khép lại chương trình ngày hôm nay.
Cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Và đừng quên, chúng tôi còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác đang chờ đón quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo.